Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tờ Business Insider, bộ phận truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine viết trên Telegram cho biết, theo tư lệnh lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Mykola Omichuk, sáng 17 tháng 2 trên hướng đông, các đơn vị lực lượng không quân đã tiêu diệt 3 máy bay Nga cùng một lúc, trong đó có 2 máy bay tiêm kích ném bom Su-34 và 1 máy bay tiêm kích Su-35. Ông Omichuk cũng cho biết các lực lượng Ukraine đã phá hủy 12 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng trong đêm 17 tháng 2, cũng như một tên lửa hành trình KH-59. Hiện chưa rõ bằng cách nào lực lượng Ukraine đã bắn rơi 3 máy bay chiến đấu của Nga vào sáng 17 tháng 2. Phía Nga chưa bình luận gì về thông tin trên. Ghi nhận thông tin từ báo tin tức. Su-34 là máy bay tiêm kích ném bom và tấn công tiên tiến của lực lượng không quân Nga và có giá 50 triệu USD mỗi chiếc. Trong khi đó, Su-35 có tốc độ tối đa 2.390 km/h và mang được tải trọng vũ khí hơn 7,7 tấn. Vào tháng 12 năm 2023, Ukraine cũng đã tiêu diệt 3 máy bay chiến đấu ném bom Su-34 của Nga trong 2 ngày. Viện Nghiên cứu Chiến tranh báo cáo rằng lực lượng không quân Nga đã rút lui sau vụ việc. Những thành công nói trên trong tháng 12 năm 2023 được cho là nhờ hệ thống tên lửa Patriot do phương Tây cung cấp. Các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon sản xuất là một tài sản quan trọng của Ukraine, đến mức một trong những chiến lược mới nhất của Nga là cố gắng làm cạn kiệt kho Patriot của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm đang thực hiện các biện pháp để đẩy lùi hoàn toàn binh sĩ Ukraine và lực lượng Nga sẽ sớm phong tỏa các đơn vị Ukraine đang ẩn náu trong một nhà máy sản xuất than cốc ở ngoại ô thành phố Avdiivka. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga kết luận, sau khi chiếm được Avdiivka, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công xa hơn. Theo thông tin từ báo tin tức, ngày 18 tháng 2, tạp chí Foreign Policy dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas cho biết những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ có mặt trên bầu trời Ukraine vào tháng 6 năm 2024. Theo Foreign Policy, một quan chức châu Âu khác có mặt ở Hội nghị An ninh Munich cũng đề cập tới khung thời gian tương tự cho sự có mặt ở Ukraine của những chiếc chiến đấu cơ mà Kiev mong chờ kể từ khi xung đột với Moscow bắt đầu vào gần 2 năm trước. Ukraine được cho là sẽ nhận được hàng chục chiến đấu cơ F-16, bao gồm 19 chiếc từ Đan Mạch, bàn giao trong quý 2 năm 2024, như thông báo của Bộ Quốc phòng Đan Mạch vào ngày 6 tháng 1. Còn vào tháng 12 năm 2023, Hà Lan quyết định sẽ chuyển giao 18 chiếc F-16 cho Ukraine và gần đây nâng lên thành 24 chiếc. Trong khi đó, Canada cam kết sẽ cung cấp khoảng 44 triệu USD để bảo trì các máy bay F-16 được bàn giao cho Ukraine. F-16 là loại vũ khí mà Ukraine mong mỏi có được từ sau khi xung đột với Nga bùng nổ. Giao tranh càng kéo dài, ước mong có F-16 của Ukraine càng lớn. Thứ nhất là sau gần 2 năm xung đột, số lượng máy bay chiến đấu của Ukraine vốn chỉ bằng một phần nhỏ của Nga đã giảm mạnh, cần có thêm lực lượng hỗ trợ. Đó là chưa nói tới các chiến đấu cơ của Nga thường hiện đại hơn, trang bị radar có tầm quét rộng hơn, tên lửa có tầm bắn xa hơn, bay ở độ cao lớn hơn, khiến các chiến đấu cơ của Ukraine thường bị lép vế trong không chiến. Thứ hai là Ukraine cần một loại máy bay chiến đấu có thể mang những loại tên lửa đã được phương Tây cung cấp như tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và biến thể SCORM Eagle. Trong khi đó, việc hoán cải để có thể lắp được trên F-16 sẽ dễ dàng hơn so với việc lắp trên các máy bay chiến đấu kiểu Liên Xô cũ. Thứ ba là thực tế Avdiivka cho thấy ưu thế trên không đã góp phần quan trọng giúp các lực lượng Nga đánh chiếm thành trì quan trọng ở tỉnh Donetsk này. Trong báo cáo đưa ra hôm 18 tháng 2, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Nga đã tận dụng ưu thế trên không để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chiếm giữ phần lớn Avdiivka. Cụ thể là trước thời điểm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Avdiivka. Không quân Nga đã sử dụng bom lượng với quy mô lớn để hỗ trợ cho các hoạt động tác chiến trên mặt đất. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat đã không ít lần thừa nhận rằng
ưu thế trên không là chìa khóa thành công trên mặt đất. Chỉ có điều, Nga lại đang nắm trong tay ưu thế ấy. Thứ tư là với F-16, Ukraine có thể ngăn chặn máy bay và trực thăng của Nga tấn công lực lượng mặt đất. Đây là điều cực kỳ quan trọng bởi trên mặt đất, các lực lượng của Ukraine phải đối mặt với hàng loạt cản trở như bãi mìn, hệ thống răng rồng hay gần đây là cả hệ thống phòng thủ tạo nên bởi các toa tàu hỏa cũ. Trong tình huống gặp phải những cản trở như vậy, các lực lượng của Ukraine rất dễ bị phơi ra trước các cuộc tấn công đường không và chịu tổn thất nặng ngay từ đầu năm 2023. Trong một bình luận với hãng tin AP của Mỹ, ông George Barros, nhà phân tích về Nga của ISW cho rằng Ukraine không kiểm soát được không phận nơi họ tấn công. Tiến hành các hoạt động tấn công trong điều kiện như vậy là cực kỳ khó khăn. Thực tế sau đó cho thấy do thiếu hụt sức mạnh không quân, Ukraine đã gặp bất lợi nhiều trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 khi các máy bay trực thăng tấn công của Nga tấn công phá hủy nhiều xe tăng và xe bọc thép của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 2 tuyên bố các lực lượng Nga đã chiếm hoàn toàn thành phố Avdiivka. Bộ này cho biết khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng khi họ rút lui, bỏ lại vũ khí và trang thiết bị, thông tin từ thông tấn xã Việt Nam. Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga nói rõ, dưới hỏa lực liên tục của quân đội Nga, chỉ có một số đội hình của quân đội Ukraine thoát được khỏi thành phố này. Theo bộ này, Ukraine đã mất 1.500 người trong 24 giờ trước khi thành phố Avdiivka bị chiếm. Những binh sĩ chạy trốn đã bỏ lại vũ khí và thiết bị. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, đang thực hiện các biện pháp để đẩy lui hoàn toàn binh sĩ Ukraine và lực lượng Nga sẽ sớm phong tỏa các đơn vị Ukraine đang ẩn náu trong một nhà máy sản xuất than cốc ở ngoại ô thành phố Avdiivka. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga kết luận, sau khi chiếm được Avdiivka, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công xa hơn. Sau sự kiện trên, trong một bức điện gửi ngày 17 tháng 2 tới chỉ huy nhóm lực lượng trung tâm của Nga, Đại tá Andrei Modichev, Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi tất cả các đơn vị quân đội Nga tham gia trận chiến Avdiivka, gọi đây là một thành công lớn và một chiến thắng quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 2 thừa nhận rằng đã đưa ra lệnh rút lui. Khi pháo đài này gần như bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn, ông Zelensky nói rằng mệnh lệnh này là hoàn toàn hợp lý. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Zelensky nói rằng quyết định rút quân khỏi Avdiivka được đưa ra để cứu mạng sống binh lính. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, để tránh bị bao vây, chúng tôi quyết định rút quân về tuyến khác. Điều này không có nghĩa là chúng tôi bị đẩy lùi vài km và Nga đã chiếm được thứ gì đó. Trong khi đó, tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sikri thông báo quân đội Ukraine đã được lệnh rời khỏi thị trấn Avdiivka. Ông Sikri đồng thời nhấn mạnh quyết định này nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của binh lính Ukraine sau nhiều tháng cố gắng tuyệt vọng để giữ vững thị trấn tiền tuyến gần Donetsk. Ông Sikri xác nhận về quyết định rút quân trong một tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng 17 tháng 2, cho rằng việc rút quân là một phần của các biện pháp nhằm ổn định tình hình và duy trì quan điểm của chúng tôi. Ông nêu rõ, dựa trên tình hình chiến dịch xung quanh Avdiivka, để tránh bị bao vây, bảo toàn tính mạng và sức khỏe của quân nhân, tôi quyết định rút các đơn vị của mình khỏi thị trấn và chuyển sang phòng thủ trên những tuyến thuận lợi hơn. Trong một tuyên bố khác trên Telegram ngày 16 tháng 2, chỉ huy lực lượng miền Nam Ukraine Oleksandr Tarnavsky chỉ ra rằng việc rút khỏi thành phố này về phía tây bắc thành phố Donetsk là giải pháp đúng đắn duy nhất, đồng thời cho biết một số binh sĩ Ukraine đã bị Nga bắt giữ trong quá trình này. Chỉ huy Tarnavsky nói thêm rằng quân đội Nga vượt trội Ukraine về quân số, pháo và không quân. Theo vị chỉ huy này, chỉ trong 24 giờ, lực lượng của Moscow đã thực hiện 20 cuộc không kích và hơn 150 cuộc tấn công bằng pháo trong khu vực. Quyết định rút quân được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tân tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sikri và Bộ trưởng Quốc phòng Rustam Umerov đến thăm tiền tuyến ở Avdiivka, cam kết gửi quân tiếp viện để ngăn các đợt tấn công. Thất bại của Ukraine tại Avdiivka đã được các quan chức ở Mỹ và các nhà báo phương Tây dự đoán trong vài tuần. Đầu tuần này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đổ lỗi việc mất thành phố này là do viện trợ phương Tây cạn kiệt. Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại điều này vào ngày 17 tháng 2, cáo buộc các nước phương Tây đã tạo ra tình trạng thiếu hụt vũ khí giả.
Trong cuộc họp ngắn với các phóng viên ngày 16 tháng 2, một quan chức Lầu Năm Góc nói với các phóng viên rằng tình hình ở Abdika có thể sớm lặp lại ở nhiều địa điểm khác dọc tuyến tiền phương và rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine có thể sẽ sụp đổ nếu các nhà lập pháp Mỹ không đồng ý với gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.